chào bác sinh nhá. Vâng, chào anh em nhá. Hôm nay bác lại có cái tác phẩm thông. Vâng, đây hôm nay tôi tiến hành chỉnh sửa và cắt chặn cho những cái bông của cái cây thông này. Vì nó tốt um tùm quá, đấy, chúng ta nhìn thấy nó tốt như rừng này. Thì bây giờ Đỗ Sinh sẽ làm. Cái thông này của nhà bác là cái loại thông hai lá. Đúng rồi đấy, nó thông hai lá đấy. Xuất xứ từ Côn Sơn Kiếp Bạc bác nhỉ? Đúng rồi, từ núi Côn Sơn của huyện Chí Linh, Hải Dương. Vâng. Đây là những cây có cái nguồn gốc từ đấy, giống thông hai lá. Đây này, tại sao là gọi là hai lá này đây? Bạn quay vào đây đã nhìn thấy nhá, để chia sẻ với các bạn. Đây ví dụ như là một cái lá thông đây. Đây, cái lá thông nó mọc lên từ trong cái núm thông nhá. Thì nó chỉ có hai cái tua này thôi. Hai cái lá này thôi trong một cuống. Thế còn loại thông ba lá thì thêm một cái nữa. Đấy. Đây này. Đây là cái đồ nghề mà bác dùng để cắt tỉa cho cây. Có thế này thôi. Cũng đủ các loại có bác mấy nhỉ? Mấy cái đồ này thôi. Kìm, kéo, cưa. Cưa. Đấy, ở đây là tôi ít khi dùng đến đục. Đấy, bởi vì dùng đến đục lại là ở cái môi này là cái công nghệ khác rồi, các bác cứ làm sợ lắm. Các bác cứ đục cây đục rễ rồi nham nhở ra rồi đủ thứ. Rất là tổn thương cho một cây bonsai. Đây này. Đây là cái lá mà nó khô, tôi vừa mới vặt xuống này để tránh nấm mốc này. Đấy. Nó chỉ cái cuống của nó đây chỉ có hai lá thôi. Còn nếu mà ba lá, cái loại ba lá thì nó sẽ thêm một cái lá mới ra đây. Thông của vùng Côn Sơn Kiếp Bạc Chí Linh, núi Chí Linh, Hải Dương thì chỉ có hai lá thôi. Và bây giờ Đỗ Sinh tiến hành làm này. Chỉnh sửa. Cái này là có hoa, có quả chưa bác? Có hoa, có quả thông. Chúng ta đi lên tham quan ở các rừng thông ấy, chân thường hay dẫm vào những cái quả thông nó nằm ở dưới đất đấy. Chính đấy là những cái quả thông nó chín nó rơi xuống nó khô. Họ nói là cái công thông này nó lọc không khí rất là tốt. Đúng rồi. Người mà ở những cái vùng mà rừng thông buổi sáng nó rất là mát mẻ. Em đứng đằng này em quay này, đứng đằng này quay. Quay thì anh sẽ chúm cái lá như thế này. Chúm cái tay như này này. Ví dụ như cái tán này, mình chúm cái tán này đây. Xong cắt đi. À, đấy. Ta xem Đỗ Sinh có như đấy là xong một cái chúm cho cây không. Đúng thông tư gọi là cắt tóc là được rồi. Đấy, đây này, như cái này này. Đấy. Thế thì ta vuốt trở lên, ta cắt phía dưới để tay nắm được cái này vứt đi ngay. Đấy, nắm bỏ vứt luôn. Bây giờ đang tùm này, đoạn tí các bác xem nó sẽ rất là nét. Cây thông nó sẽ rất nét. Đấy, xong cái này nó nhỏ, mình cứ chia nhỏ ra, vuốt. Chia nhỏ ra xong vuốt thế này. Đấy. Cứ chia nhỏ từng nhánh một. Chứ đừng tụm hai ba túm vào, nó không đều. Đấy, cứ chia nhỏ ra xong vuốt. Còn cái nào nó lẻ loi, nó không vào đâu thì ta chỉnh sau. Đấy. Đấy. Và trong quá trình vuốt như thế thì phát hiện có một số những cái lá nó bị khô. Ví dụ như đây này, chúng ta phải bứt ngay ra này, không được để trên cây này. Đấy, đây. Mùa này mùa mưa mà, nước nó hay đọng trên này. Mà chính là cái vị trí mà cái cuống lá đấy tiếp xúc với thân cây ấy, là nó sẽ bị thối, bị lên nấm trắng. Mà chính cái đó là cái để lây bệnh cho cái đâu. Rồi, đấy là xong.
Bây giờ đến cái những cái nhánh sâu bên trong này mình cố gắng khéo léo mình tách tay vào mình lấy cái túm trên đấy, lấy cái túm này. Đấy. Rất là đều, rất đẹp. Chơi bonsai là nó phải tỉ mỉ, là nó rèn cho con người chúng ta có một cái đức tính rất là kiên trì, chờ đợi, đón từ cái mầm bé như là cái đầu tăm một, để sao chờ nó lớn lên vào dây để uốn theo cái dáng của cây, sau lại chờ cho nó ổn định, tháo được dây ra để chơi. Đấy. Rồi, đây là cái bông này đã xong. Đấy, toàn bộ cái bông này đã xong. Rất gọn gàng rồi. Đấy. Cái túm này rất đẹp. Bởi vì nó không theo cái khẩu độ hình bông này cả. Nó sẵn đây rồi. Khi mình vào dây mình uốn là nó thành cái bông sẵn rồi. Xong đấy bắt đầu để anh làm thì em lại đi quay đến cây vạn tuế. Đây là cây vạn tuế. Em đừng quay cây cung mốc nữa. Cây cung mốc để hôm nào làm, chưa làm xong cung mốc đừng quay. Chỉ quay mỗi cái vạn tuế, ngồi thấp cũng quay. Cây vạn tuế là nó được đặt trên một cái viên đá thấm thủy. Hôm nay cái cây này nó xanh rồi nhỉ, có một thời gian nó bạc hết cả lá. Đấy, bây giờ nó đẹp không? Đẹp. Đây là cây vạn tuế đặt trên cái viên đá thấm thủy. Vâng, cây vạn tuế của bác sinh được đặt trên khối đá thấm thủy. Ngâm nước. Ôi bác mà để này thì sẽ nuôi muỗi đấy bác ạ. Nuôi bọ gậy á? Vâng. Thế bây giờ có cách nào để chống? Bây giờ cách nào để chống bắt thả cá, nhưng mà bé này cá gì? Này là vệ sinh môi trường, họ đi là họ không đồng ý. Không biết cách nào để chống bọ, bọ gọi là con... Bọ gậy. Bọ gậy à? Xong nó đẻ ra trứng, xong nó đẻ muỗi bác ạ. Đây là cái thân của nó cũng được nhỉ? Đây có hai cây con. Hai cây con là một cây to. Một cây mẹ và hai cây tử. Ba mẹ con. Sao lần trước nó ấy thế nhỉ, nó cây nó cứ la nó cứ. Trước nó chưa hồi, bây giờ nó mới hồi. Lần trước mình dòng mà mới. Thế nó chưa bám vào viên đá. Bây giờ nó bám vào nó mới hồi cây lên. Đẹp. Vâng, và đến bây giờ công việc của tôi đã chỉnh sửa được 40% rồi. Số lượng bông tán của cây thông dần dần đã gọn. Đấy. Chúng ta nhìn thấy rõ hai mảng. Mảng bên này đã được chỉnh sửa. Và mảng bên này vẫn còn rông. Đấy. Một cây thông dáng huyền. Với cái tuổi đời cũng khá cao. Tí nữa sẽ hoàn chỉnh để chúng ta thưởng thức, chia sẻ. Cuối năm tôi mới tháo hết dây ra. Thì cái mùa này nó đang phát triển rất tốt để cho nó ổn định. Tháng 10, tháng mà bắt đầu nhiệt độ xuống thấp, tháng 11 âm là chúng ta sẽ tháo được. Và có thể đi chơi, đi dự hội tốt rồi.
Rồi cũng nhanh nhỉ, bác đã cắt gần xong cái tóc cho cây thông rồi. À, cũng được 90% rồi. Và... đấy, còn mỗi cái chỏm đấy thôi. Đấy. Còn mỗi cái chỏm góc đấy nữa thôi. Đây, còn mỗi cái chỗ này nữa. Đấy, tí chỗ này nó gọn hai ba cái bông chỗ này thôi. Sau đó phải nhặt hết các cái này khô, lá khô. Lá khô nó bám ở đây nó vẫn chưa rơi ra. Mà nó còn cắm ở thân cây ấy, là mình phải nhặt ra hết. Đây. Cái lá khô như này. Để nước nó khỏi đọng vào và nó ẩm mốc và nó lên mốc trắng. Cái lá khô. Đang quay cái chùm cái thì là xong đến đây là vừa. Mà xong. Cái chùm dáng rất là dáng siêu. Thân nó kiểu như cái chỗ đấy rất nghệ thuật. Bác có cái tùng trông cũng oách phết bác nhở. Tùng La Hán. Ở trên bây giờ nó có mấy cái lộc nhìn lại giống như là điểm những cái cây bông hoa. Cây này chắc cũng phải mấy chục tuổi rồi bác nhỉ? Vâng, mốc bách hết rồi. Nào thì địa y, nào thì nám, đồ. Cái cây này là cũng có hoa này. Có hoa mà. Vâng. Em ngồi ra xa lấy bóng dáng của cả cây trùng. Đấy rồi. Bóng dáng tổng thể từ dưới đáy chậu lên đến ngọn. Chậu đấy, cô chậu xem chép đẹp lắm, chậu đúng đồng hai. Hoa sen và là cá chép đấy, gọi là sen chép. Hôm trước thấy cây đào tiên nhà bác nhiều quả thế mà. Hôm nay thấy thưa thưa nhỉ. Hôm qua bán được rồi. Có đây à? Có được nhiều tiền các bác ơi. Ôi, được bán 20.000 một quả. Rồi, thôi được 20.000 một quả. Tưởng 200.000 một quả, 20.000 một quả thì đơn giản. Bán 10 quả được 200 ngàn. Dưới nó vẫn còn rất là nhiều hoa này. À. Thấy hẳn nào nó thấy nó vội hẳn này.
còn chưa quả chi chít chi chít. Là hoàn thành rồi à bác? Hoàn thành rồi đấy. À, mình không được cắt bằng nhá. Cứ để nó cái cao cái thấp, cái cao cái thấp nó trùng điệp như này thì nó mới đúng như cây thông ở ngoài thiên nhiên. Ngoài rừng thông, ngoài đồi thông. Đấy. Chứ này cắt bằng cái nào bằng nhau thì lại không được. Nó phải cái nhấp nhô cái cao cái thấp này. Đây. Đấy. Tuyệt vời chưa? Đây, em dừng hình lâu thế này, coi như là cái ảnh để cho anh chụp lại. Và với một cây thông dáng huyền hoàn thiện như thế này rồi thì đến tháng 10 chớm lạnh, tháng 11 là tôi sẽ tháo hết. Tháo cái dây bảo hiểm ra. Tháo hết cả các cái dây nhánh ở dưới này ra, không còn cái nào hết. Mà đây là cũng cơ bản là hết rồi chứ, đây còn hai cái chỗ này thôi. Bây giờ tôi làm vệ sinh cái phần gốc cho nó xong là chúng ta có thể là xong cái tác phẩm thông bonsai. Một cây tầm một người bê được, nhẹ nhàng. Đấy. Bây giờ là thân này. Thế đùa có giao lưu không bác? Cây này có. Có giao lưu. Anh em bạn nào mà yêu thích thì Đỗ Sinh sẽ nhượng lại chơi. Bác không bảo giá à? Không, không báo. Thế thì biết nào được. Chắc cây này nó chỉ khoảng độ 5 triệu thôi. 5 triệu. Ừ. Một cây thông. Ôi, bác Sinh lại có cây gì mà đẹp thế? Và làm xong cây thông rồi tôi chuyển sang cây canh châu. Cây canh châu. Canh châu. Châu CH hay TR? Châu này là châu CH. Tức là châu bò ấy. Ừ. Chứ không phải châu bò đâu nhá. Không phải là châu TR đâu. Châu TR mới là châu bò. Còn đây là châu báu, là ngọc châu. Cây này ấy, thì đặc biệt của nó là... nó là một tác phẩm mà lấy rễ làm thân. Ừ. Từ đây đến đây của nó là rễ. Thân nó có từ cái tay này thôi. Cho nên để cho nó phụ họa thêm cái bóng đó thì tôi có tạo thêm một cái viên đá thấm thủy. Thế là cây dựa vào đá. Để ém cái cây này vào vách đá. Tạo nên một cái không gian, một cái chân đế vững chắc. Đấy. Và nó hài hòa. Ừ. Bởi vì cây này bông tán của nó rất lớn. Nếu mà mình chơi mỗi cái thân không ấy, thì nó cảm thấy nó chênh vênh quá và nó không mang tính chất là bền vững hỗ trợ. Quá. Đấy. Đây. Nhìn cũng đẹp anh nhỉ? Cũng được. Nhưng mà nhìn cái rễ của nó, cái thân ở dưới, cảm giác nó bé hơn cái trên. Thì rõ ràng thế, mình phải đưa viên đá thấm thủy vào đây. Ừ. Đấy, em cẩn thận đi. À, bây giờ là qua cái đợt mưa vừa rồi thì nó hơi rông lên một chút thì Đỗ Sinh sẽ chặn để cho nó nhìn nó gọn gàng hơn thôi. Chứ thực ra tác phẩm này nó hoàn thiện rồi, chẳng phải làm cái gì cả đâu. Đấy, nhưng mà khi chặn thì mình vẫn phải chặn. Lúc nào cũng vẫn phải chặn, nó lớn lên phải chặn để cho nó gọn tán và nó nhiều dăm. Thế thôi. Thôi. Nhà bác Sinh lắm cái cây có cái cành rơi nhỉ? Nhìn rất là lả lướt. Hôm nọ nhà bác có cái cây tường vi ấy. À quên, cây... Từ bi. Ôi rồi có một cái cảnh nó rơi xuống trông như là mái tóc của cô con gái ngày xưa. Hôm nay không thấy trong vườn bác. Vâng, tôi đi gửi rồi.
Đi gửi gì à? Đi triển lãm bác? Triển lãm. Lãm, đẹp nhỉ? Cây này mà đi triển lãm thì phải nhất. Nhìn rất là duyên dáng. Cái này có cái rễ nào đó quấn vào đá chưa? Chưa, đây chưa là chỉ à? Có cái phần phần rễ thân chính của nó thôi. Xong mình ém đá vào để cho nó vững chắc và cho nó lớn cái phần này nó đỡ yếu thôi. Đấy. Đúng là không có cái cây đá này thì nó cũng nặng nhỉ? Phần trên nhìn rất là hoành tráng. Rồi, và cuốn video này Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn chúng ta làm bonsai tại sân vườn gia đình để ở nhà tránh dịch Covid, cũng là cái chương trình mà tiếp nối những cái tác phẩm mà Đỗ Sinh sẽ chia sẻ dần dần trong những ngày mà ở nhà tránh dịch, vừa tạo dáng, vừa chỉnh sửa, vừa uốn nắn lại để cho sân vườn nhà mình có nhiều tác phẩm đẹp hơn. Cây canh châu cũng là tác phẩm thứ hai trong cuốn video này và Đỗ Sinh đã kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở những chương trình sau, những tác phẩm tiếp theo.